Sáng 11 tháng 5, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Lành, bí thư Đảng ủy bộ phận, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh. Ngoài ông Lành, hai cán bộ cấp trưởng phòng ở CDC Hậu Giang cũng bị bắt tạm giam. Như đã thông tin, ngày 10 tháng 5 Ông Đồng Hoàng Dũng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, đã ký thông cáo báo chí về vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kích xét nghiệm COVID-19 liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo đó, liên quan đến việc mua sắm kích test của công ty Việt Á, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết các cơ quan truyền thông báo chí thời gian qua đã đồng hành và hỗ trợ tỉnh Hậu Giang tuyên truyền các kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời qua đó có những phản ánh góp ý kiến nghị với lãnh đạo tỉnh một số việc mà các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa tốt, chưa đúng theo quy định hiện hành. Trong đó có vụ việc liên quan đến các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo tiến hành thanh tra tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Song song đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật gồm cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Lành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, giám đốc CDC tỉnh, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, trưởng khoa dược, vật tư y tế thuộc CDC tỉnh cách chức tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Hà Tấn Bình Đẳng, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC tỉnh. Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức đối với ông Lành. Lãnh đạo CDC tỉnh đã cách chức bà Đoan và ông Đẳng.